Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ đã hy sinh vì dịch bệnh COVID-19. Buổi lễ được trực tiếp trên VTV1 từ điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hưởng ứng lễ tưởng niệm với sự tham dự của các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Hơn 1 triệu người Việt Nam đã nhiễm SARS-CoV-2, trên 23.000 đồng bào đã tử vong, cán bộ chiến sĩ đã hy sinh vì COVID-19. Đại dịch gieo rắc nỗi kinh hoàng, gây mất mát đau thương cho đồng bào trong nước và nước ngoài. Với ý nghĩa sâu sắc của buổi lễ tưởng niệm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ chỉ đạo mặt trận các quận huyện và hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tổ chức hoạt động tham gia lễ tưởng niệm phù hợp với tình hình địa phương và nghi lễ của các tôn giáo, thành kính tưởng nhớ những người đã khuất vì COVID-19. Tưởng niệm những bệnh nhân tử vong do COVID-19, phần nào xoa dịu những mất mát đau thương, đồng thời cũng là nguồn lực tinh thần để toàn xã hội phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.